Minh, đây có ba con ghế nè, em thích con nào? Ghế lưới văn phòng này thì em ngồi nhiều rồi này. Ghế gaming da thương thì lại ngồi còn nhiều ác nữa. Nhưng mà cái đấy lạ đấy. Lạ đúng không? Lạ như thế nào? Sau intro sẽ rõ. Và ông thủ chính là người, người sẽ chính là hung thủ để mua chiếc ghế Corsair T3 Rust Charcoal này. À, tôi phiên âm tiếng Việt ra cho các bạn ha. Đây là chiếc ghế Corsair T3 vội than. Thôi thì mình cứ gọi nó là T3 than đi. À, tại vì thiệt ra thì mình cũng rất là dở trong việc đọc tiếng Anh. Rồi, các bạn có thể thấy là đây là một con ghế mang hơi hưởng thiết kế của những con ghế gaming, đúng không? Và thiệt ra mình ngồi vào đây thì mình thấy đúng là chiếc ghế gaming thì các bạn cảm giác ngồi nó là một chiếc ghế gaming. Nhưng mà về cái phần ngoại cảm, ngoại quan ở bên ngoài thì các bạn có thể thấy là cái thiết kế của con này rất là trung tính. Và cái màu của con này là màu xám than. Và đó là lý do tại sao mà Corsair đặt cho con này có cái tên là T3 Rust Charcoal. Nếu như mà bây giờ các bạn nhìn qua về cái phần ngoại hình và cũng như là hồi nãy cái intro của mình á, là ghế da, ghế vải, và cái con này nó có một cái điểm đặc biệt, đó chính là về cái phần vật liệu cấu thành lên cái bề mặt mà các bạn ngồi ở đây. Cái vật liệu này gọi là bề mặt vải fabric của Corsair. Và cái vật liệu này chút xíu mình cũng sẽ nói cho các bạn về cái sự khác biệt giữa nó và một cái ghế da. Rồi, đi qua cái phần cái con ghế này đi. Về cái form ngồi của con này á, thiệt sự là đây, các bạn có thể thấy là form con này cũng không phải quá là to các bạn. Mình là một người cao khoảng 1m8 và nặng khoảng 70kg. Thì mình ngồi vào đây á, thì nó ôm trọn lấy người của mình luôn. May một cái là cái form đùi của mình không quá to nha. Cho nên là cái phần này, các bạn có thể thấy nè, cái phần đệm ngồi á, đệm mông á, thì nó không có quá là khiến cho mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cái phần đệm này nó cũng tương đối là ép vào, tại vì nó có hai cái cánh đẩy lên trên đấy. Còn về cái phần lưng, thiệt ra mình thấy lưng này nó vừa với cái form lưng của mình, không quá là bị ép vào. Vai của mình cũng tương đối là rộng các bạn. Và thêm một cái nữa mình thấy cũng tương đối là hài lòng, đó chính là cái chiều cao của mình mặc dù là như vậy ha. Và cái con ghế này nó có một cái thông số viết ra đây cho các bạn á. Đây, mình đang có để thông số cho các bạn ha. Là hỗ trợ những người cao khoảng 1m75 và dưới 80kg. Thì á, mình ngồi trên đây là mình thấy là cái chiều cao của mình nè, đó, nó vừa khít với lại cái phần chiều dài của cái phần lưng ghế này luôn. Và cũng như là cái phần đệm cổ nó ngay khít cái cổ của mình luôn. Nên là mình ngồi khá là thoải mái. Và đây là một cái trải nghiệm ngồi trên ghế gaming mà mình chưa từng có với lại bất kỳ một con ghế gaming nào khác. Bởi vì những con ghế gaming khác á, là cái phần đệm lưng này nè, cái phần lưng này nó khá là dài. Và cái phần đệm cổ này á, nó sẽ nằm đâu đó ở trên đầu của mình á. Mình không thích cái cảm giác ngồi đó, mình thích như thế này nè. Đó, nó phải nằm ngay cái phần cổ của mình là mình cảm thấy thoải mái. Đó là một cái điểm cộng tương đối là lớn của con này ha. Mặc dù là cái thông số của nó thì không cao, nhưng mà đối với lại mình á, thì nó lại fit hoàn toàn với lại cái form người của mình. Và nếu như bạn á, là một người có form người giống như mình ha, thì mình thấy nó rất là phù hợp với bạn. Bởi vì cái con ghế này thì nó phù hợp với là những người châu Á nhỏ nhỏ con, hoặc là những người có cái form người mà mình dây giống như mình. Tuy nhiên đó là những phần mà mình cảm thấy thích. Còn những phần mà mình cảm thấy không thích thì nó như thế nào? Các bạn nhìn xuống dưới cái chân của cái con ghế này đi. Thì thiệt ra cái chân này cũng không có thể nào gọi là không thích được. Thiệt ra nó cũng có cái thích, có cái không. Tại vì thứ nhất là chân con này là bằng nhựa, nó khiến cho mình cảm thấy là chưa được ưng lắm, chưa ưng mắt thôi. Nhưng mà về cái vật liệu ở bên trong á, thì cái chân bằng nhựa này nó vẫn có cái khung làm bằng kim loại, cho nên nó vẫn rất là chắc chắn các bạn ha. Và cái con ghế này nè, các bạn có thể thấy là cái phần bánh xe nó cũng tương đối là to và cũng rất là dễ để di chuyển, và không hề có cái tiếng ọp ẹp hay là cóc két khi mà các bạn ngồi lên trên đây, các bạn rung lắc và các bạn đẩy cái ghế này đi. Thấy, cũng là một cái điểm cộng. Rồi, vậy thì cái phần điểm nhấn và cái điểm khác biệt mà mình nói với các bạn trong intro là gì, đó chính là về cái vật liệu của cái con ghế này. Giống như nãy mình có nói với các bạn trong phần intro á, là cái vật liệu cấu thành cái bề mặt của cái con ghế này nè là làm bằng vải fabric, thì nó khác biệt gì so với những con ghế gaming sử dụng da bình thường. Đây, mình đang nhắc tới những con ghế trong tầm giá 5 triệu đồng đổ xuống ha, cùng tầm giá với con này. Hiện tại con này đang bán thì VN mức giá là 5.190.000, coi như là 5.200.000 đi. Thì trong tầm giá con này có những cái con mà mình ngồi trên văn phòng nhiều nhất là mình lấy ra để làm cái so sánh với các bạn á, là con Cougar Amorca. Con đó thì xài cái vật liệu là bằng da. Thì khi mà mình ngồi lên cái con Amor đó, mình thấy tương đối là nóng, nóng mông các bạn. Và thiệt ra mình ngồi trên con ghế này là mình thấy rất là mát. Nó mát mẻ và nó thông thoáng hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nó còn bám cái quần của mình hơn nữa, bám cái phần mình ngồi. Còn những cái con ghế da thì thiệt ra mình ngồi lên mình thấy nó khá là trơn đối với lại cái vật liệu quần mà mình hay đi làm. Và mình nghĩ là nó cũng sẽ như vậy nếu như mình ngồi ở nhà sử dụng những cái bộ outfit mặc ở nhà đấy. Rồi, thêm một cái nữa nha, là cái độ bền của cái vật liệu này qua thời gian nó sẽ đảm bảo hơn, ít nhất là đối với lại cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn nếu như mà nhu cầu sử dụng của bạn mà nó không dính tới nước nhiều á, thì ra là bạn cũng biết là cái vật liệu ghế da trong tầm giá khoảng dưới 7 triệu đồng á, đa phần nó đều sẽ bị
hư hỏng và rất dễ bị bong tróc nếu như bạn là một người hay ra mồ hôi nhiều, và đặc biệt bạn ra mồ hôi mông nhiều, hay là cái thói quen của bạn kiểu như đi tắm xong ha, rồi xong rồi bạn để nguyên cái người ướt và bạn ngồi lên trên cái ghế da, sau một thời gian nó bị hấp nhiệt và hấp hơi, nó sẽ dễ, rất là dễ bị bong tróc. Chắc là bạn nào xài những ghế da mà giá rẻ bạn cũng sẽ thấy cái vấn đề đó. Còn đối với là những cái vật liệu như thế này thông thoáng và cũng như là làm bằng mặt vải thì nó sẽ không bị bong tróc đấy các bạn, và rất là khó để mà các bạn có thể làm cho nó trầy trợt lên mà làm cho nó xấu đi. Thì đó, cái độ bền theo như mình đánh giá về chủ quan cá nhân của mình nha, về cái giá trị sử dụng đối với mình thì nó sẽ bền hơn qua thời gian nhờ những cái ưu điểm như vậy. Tuy nhiên á, qua những cái ưu điểm như vậy mà mình có nhắc với các bạn cái loại fabric này thì nó vẫn có những cái mối lo. Đó chính là có rất nhiều anh em nói với mình là bề mặt vải thì rất là dễ bị bám bẩn các bạn. Tuy là bạn tin mình đi, cái ghế này là cái ghế tụi mình đem trưng bày ở dưới showroom Hoàng Hoa Thám mà mình mới bưng lên trên đây thôi. Con ghế này đã nằm ở dưới showroom Hoàng Hoa Thám cũng phải được cả năm trời rồi, và qua biết bao nhiêu là cái mông ngồi lên, cũng như rất là nhiều anh em làm đổ nước và vấy cà phê vào trong đây, nhưng mà chỉ cần đúng một cái thao tác thôi là anh em lau qua, và cũng như là anh em chỉ cần kiểu thấm nước cho nó thôi, và anh em dùng cái khăn giấy anh em thấm vô đây á thì nó cũng đã giải quyết được phần nào về cái phần mặt cảm quan ở bên ngoài. Và cũng như là mình thấy nha, nếu như anh em ngồi bên trên đây và anh em kỹ kỹ chút xíu, đừng có để cho những cái loại thức uống có màu nó dính vào trên đây, thì thiệt ra cũng rất là dễ để vệ sinh. Và cũng như là anh em nào mà có những cái máy hút bụi mà hơi nước á, steam á, thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng nó để vệ sinh con ghế này rất là dễ dàng mà không sợ nó bị hư hao qua thời gian, đúng không? Chỉ cần làm như vậy thôi là con ghế mình nó lại mới lại như bình thường. Còn mấy con ghế da, con mơ mới làm được mấy cái chuyện đó. Đấy, đó là những cái điểm khác biệt giữa vật liệu fabric này với lại những con ghế da, và đó là điểm nhấn của con ghế Tebarush Charcoal này. Và các bạn thấy nó có gì khác biệt nữa hay không, và cảm giác ngồi của nó như thế nào, và bạn đã từng trải nghiệm nó hay chưa? Hãy cùng để lại comment bên dưới chúng ta cùng bàn luận nha. Còn bây giờ thì cảm ơn đã xem video đến giây phút này. Nếu như đang có quan tâm về sản phẩm này với mức giá 5.200.000, ghé lại link bên dưới, tụi mình đang có để bên dưới á. Còn bây giờ thì cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace.